Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe hay còn gọi là dàn lạnh trong táp lô của Toyota Cá Mập đời 2000 đến 2001. Sản phẩm này có thể sử dụng và lắp chung cho Mitsubishi Pajero V31, V32. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp nên anh em có thể nhìn thấy này. Về cái chất lượng của sản phẩm này, cái dàn của nó rất là chắc chắn này. Đây là đời dàn đúc nha anh em nhé. Đời dàn cuốn thì nó còn đời cổ hơn, đời 95, 96 thì không nói. Đây là phía mặt trước, mặt sau của dàn lạnh này. Dàn lạnh của đời này thì nó dùng van vuông và nó sẽ là ga R134. Dàn được sản xuất 100% nguyên liệu là từ nhôm cao cấp anh em nhé. Sẽ được đúc thành các cái tép lăn kết hợp với nhau theo khuôn. Và thông số của dàn nó sẽ có kích thước là 22,3. Và chiều cao của dàn thì nó sẽ có kích thước là 25. Và chiều dày của nó là 10,5 cm. Đây, anh em có thể nhìn, tuy là dàn liên doanh, tất nhiên là trên thị trường có rất nhiều loại, nhưng mà những cái sản phẩm ở bên em muốn giới thiệu để cho mọi người và anh em cùng biết để tham khảo, đó là cái dàn dòng sản phẩm liên doanh cao cấp. Anh em có thể nhìn nhé. Đây, mặt trước này, mặt sau của dòng sản phẩm này. Với cái dòng Cá Mập thì thực sự để mà nó cái dàn này trước nó bắt buộc phải dày như thế này, hoặc cái xe Mitsu cũng thế, nó phải dày như này thì nó mới có thể đủ để tản nhiệt bên trong xe. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn nóng. Cái dàn lạnh của Cá Mập và Mitsubishi V31, 32. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.